Full data 63 tỉnh thành mới nhất, chính xác nhất. Giá rẻ nhất, cơ hội vàng để thành công mùa Covid. Việc mua bán thông tin cá nhân đã được giao bán một cách công khai như vậy trong các group này, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Ờ, bên mình bán data phải sao anh ơi? Bên mình đầy đủ hết bạn ạ. Từ bảo hiểm này, rồi bắt đầu sản, ngân hàng, nói chung là cái gì có hết ạ. Đó là những lời chào bán các tệp dữ liệu cá nhân mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể tiếp cận nếu như có nhu cầu. Chuyện đã quá quen thuộc ở Việt Nam và có khi nhiều người cũng chẳng còn quan trọng nếu thông tin cá nhân của mình bị lợi dụng trở thành một món hàng. Chỉ biết bực mình nhưng cũng tặc lưỡi mỗi khi có những cuộc điện thoại lạ gọi đến, tiếp thị hay là làm phiền. Nhưng việc mất thông tin cá nhân thực tế đang nguy hiểm hơn trước vì nó có thể trở thành vũ khí cho kẻ xấu uy hiếp chính quý vị. Mặc dù đã thực hiện hai lớp bảo mật, nhưng tài khoản Facebook của thanh niên này đã bị đối tượng xấu chiếm đoạt. Sau đó là liên tiếp nhận được những cuộc điện thoại đe dọa, bị gắn ghép hình ảnh xuyên tạc, gây sức ép phải chuyển tiền. Các đối tượng thì vẫn liên tục gọi điện và không lấy được số điện thoại hay là thông tin của em thì quay răng dọa nạt với cả những cái người bạn của em. Alo. Tương tự, người phụ nữ này cũng mất gần 2 tỷ đồng khi nghe theo kịch bản mà các đối tượng đã tạo dựng vì liên quan đến một vụ án chiếm đoạt tiền của các ngân hàng. Nó nói đến lĩnh vực ngân hàng, mà lĩnh vực ngân hàng thì tôi cũng tiếp xúc rồi thì tôi thấy đúng, thế nên mình tin. Điều đáng nói trong vụ việc này, mặc dù nạn nhân đã nhiều lần từ chối cuộc gọi và nói không có tiền, nhưng các đối tượng dường như biết rất rõ lịch trình làm việc gần đây của nạn nhân, đồng thời cũng biết chính xác số tiền gần 2 tỷ đồng mà nạn nhân đang gửi tiết kiệm, cho thấy thông tin của nạn nhân đã bị rò rỉ ra ngoài và các đối tượng đã nắm được. Các đối tượng có thể khai thác cái thông tin, ví dụ như là đánh cắp các cái mật khẩu ngân hàng, số tài khoản của nhận nhân, sau đó là thực hiện các hành vi lừa đảo. Đại diện Bộ Công an cho biết, nạn nhân của tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Ngoài tính bảo mật dữ liệu của mỗi người dân chưa cao, thì một số tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động thu thập, quản lý dữ liệu cũng có hành vi mua bán trái phép. Quá trình điều tra thì cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, đào tạo, kinh doanh bất động sản đã mua dữ liệu với cái số lượng lớn từ các cái bị can để sử dụng một cách trái phép, khai thác dữ liệu để cung cấp trái phép cho bên thứ ba để thu lợi bất chính. Cũng theo Bộ Công an, trong vòng khoảng 3 năm trở lại đây, lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng ngàn vụ việc lừa đảo với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Mấu chốt bắt nguồn từ việc thông tin cá nhân của nạn nhân đã không được bảo mật, bị rò rỉ ra bên ngoài. Khoảng 3 năm trở lại đây, cơ quan công an đã ghi nhận hàng trăm vụ việc liên quan đến mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Xôn xao nhất là vụ việc hàng ngàn ảnh chứng minh thư nhân dân của người Việt mới đây đã bị giao bán trái phép trên mạng với giá là 9.000 đô la Mỹ. Hay gần nhất, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện một đường dây mua bán trái phép hàng tỷ thông tin cá nhân. Đây là nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi chiếm đoạt, mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân vừa bị cơ quan công an triệt phá. Tại hiện trường, gần 1.300 GB dữ liệu chứa hàng tỷ thông tin về các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc cùng với các chứng cứ phục vụ mua bán đã bị phát hiện và thu giữ. Có một cái nguồn dữ liệu lớn là từ các cái doanh nghiệp mà có cái hoạt động thu thập, xử lý cái dữ liệu của người dân có cái dấu hiệu là tiếp tay. Cũng theo đại diện Bộ Công an, tất cả các dữ liệu cá nhân bị rò rỉ không liên quan đến dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp căn cước công dân của Bộ Công an đang triển khai. Vậy vì sao tình trạng mua bán thông tin cá nhân và các vụ án hình sự liên quan đến thông tin cá nhân ngày càng có dấu hiệu gia tăng? Ngoài lý do chính là sự chủ quan trong bảo mật thông tin cá nhân của mỗi người công dân, thì công tác phối hợp và hành lang pháp lý để xử lý tình trạng mua bán thông tin cá nhân cũng là một khúc mắc cần tháo gỡ. Sau 3 ngày liên tiếp nhận điện thoại uy hiếp của nhóm đối tượng giả danh công an, người phụ nữ này như bị khống chế. Toàn bộ lịch trình di chuyển, những công việc đã và đang làm đều bị các đối tượng nắm rõ. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân rút 6 tỷ đồng tiền tiết kiệm gửi tại 3 ngân hàng vào tài khoản các đối tượng chỉ định. Họ yêu cầu tôi phải sử dụng máy điện thoại, sau đó thì là chỉ dẫn của đối tượng, điền thông tin cá nhân và số tài khoản ngân hàng.
Sau khi nhận được tiền của bị hại thì ngay lập tức các đối tượng chuyển khoản lòng vòng qua dịch vụ Internet Banking, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để chiếm đoạt. Lực lượng công an xác định việc chuyển và rút tiền đều được tiến hành bằng các tài khoản giả mạo với thủ thuật ăn cắp thông tin của người khác, làm giả chứng minh thư để mở tài khoản ngân hàng. Nhưng công tác phối hợp của các đơn vị còn nhiều hạn chế. Cơ quan chức năng chúng tôi muốn phong tỏa thì phải có các thủ tục nhất định. Người hại chuyển tiền cho đối tượng cái thì đối tượng chuyển ngay tài khoản khác, mà chúng tôi mang văn bản đến nơi thì có thể đối tượng đã chuyển mất tài khoản đó đi. Làm giả giấy chứng minh, bóc ảnh của người dân và dán ảnh của các đối tượng vào mà đi mở hàng trăm cái tài khoản như vậy thì cái vấn đề cái cơ quan ngân hàng cũng phải nâng cao cái khả năng, cái nghiệp vụ để mà xác định được những cái giấy tờ giả đấy. Ngân hàng nhà nước cũng phải có những cái chế tài. Đại diện Bộ Tư pháp cũng cho rằng, ngoài việc người dân và các đơn vị thu thập dữ liệu cá nhân quản lý chưa cao, thì việc sử dụng SIM rác đang còn nhiều. Bộ hành lang pháp lý hiện hành vẫn chưa phù hợp với thực tiễn. Dữ liệu cá nhân vẫn chưa được xem là tài sản, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe. Chế tài của chúng ta thật sự còn rất nhẹ. Liên quan đến những hành vi vi phạm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân thì chúng ta phạt trong hành chính tối đa là 70 triệu. Còn trong hình sự thì mức phạt tối đa là 200 triệu. Hoặc là phạt tù tối đa là 7 năm. Nhưng nếu mà chúng ta so sánh với quy định của châu Âu, có những người ta có thể phạt tới, nếu mà quy đổi tiền Việt Nam, có thể phạt tới 500 tỷ. Cũng theo đại diện Bộ Tư pháp, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan có những đề xuất, kiến nghị, rà soát hoàn thiện hành lang pháp lý để phù hợp hơn với thực tiễn.